Alo, chào anh em. Bữa nay thì mình làm hai cái lưới ó 1:8 nha anh em. Cái đồng điện, cái đồng cỏ. Thì thông báo cho anh em là lưới ó 1:8 với 2 ly của mình đó là hiện tại giá hai cái lưới này là 800 ngàn nha anh em. Một cặp này là 800 ngàn. Chưa tính phí ship nha anh em. Mình làm thì bằng thép C70 khoan lỗ. Mũi ngạnh của mình thì anh em có thể nhìn thấy đó. Mũi thì rất là tinh nha anh em. Mũi này thì kéo rồi nó rất là nhẹ. Nói chung có nhiều anh em không hiểu, cứ tưởng là mình bán mắc. Nhưng mà thật ra đối với cái lưỡi và cái thép này thì anh em mua một lưỡi nhưng mà nó chất lượng hơn chục lưỡi khác thì nó cũng như nhau thôi, và hơn nữa nó lại nhạy hơn. Thế anh em, hoặc là anh em cứ nghĩ mình bán cái giá nó không đụng với anh em nào khác hết á, cho nên là nếu mà hàng của mình nó không chất lượng thì chắc là mình không làm, không bán được nữa đâu, anh em thấy. Mình hàng mình làm đi liên tục, toàn là anh em đặt không à, chứ mình làm không có dư cái này, không kịp luôn. Cho nên anh em cũng hiểu được là những người nào đã xài qua rồi thì mới thấy được nó chất lượng, còn anh em mà chưa xài thì anh em đừng có đánh giá. Cái thép này nó không có đơn giản như là anh em nghĩ đâu. Mình có bán thép cho nhiều anh thợ khác là người ta làm không được luôn. Người ta nhắn lại, người ta hỏi mình cách làm, rồi cách cắt ngạnh này này kia rồi. Mình không thể nào chỉ mấy cái đó được nha. Rồi mấy cái giũa thường đó là giũa không ăn thép này nha anh em. Không phải đơn giản đâu. Ý mình nói là thép này nó khó làm, chứ mình nói không có nói là không ai làm được. Mình không nói là chỉ có mình nên mình làm được nha. Và để làm được một cái lưỡi mà nó có độ chuẩn như thế này thì bỏ ra rất là nhiều cái công sức ở trong đó. Còn anh em khác cứ cứ suy nghĩ lưỡi ó thì cứ bẻ cái mũi nó cong cong vô thì được. Sau đó thì anh em uống bẻ mũi cong vô đó. Thì ai mà đã xài rồi á thì có nhạy hay không thì nên biết ngay. Thật ra lưỡi ó này á, anh em nào mà không biết làm á, không có nhái được đâu. Nhìn nhìn trên tay mình thế này nè, nhưng mà không nhái được đâu nha anh em. Phải có thời gian nghiên cứu tìm hiểu, đạt một cái mức độ nào đó thì anh em mới làm được cái lưỡi ó như thế này. Nó khó làm chứ không phải là làm không được nha em, nó khó làm mà ít người làm được lắm. Cho nên anh em mà search YouTube đó, thấy ít ai mà làm lưỡi ó này lắm. Và anh em nhìn kỹ, anh em nhìn kỹ, nếu mà mình che cái ngạnh này đi thì nó trở thành một cái vòng tròn luôn, em thấy không, nó đều đó. Và cái đường ở trong của cái ngạnh này nè, anh em thấy cái đường này không? Đó. Và cái đường ở ngoài nữa, nó rất là mượt. À, phải nói là rất mượt. Nói chung thì tiền nào của nấy anh em. Nhiều người không hiểu cứ nghĩ là mình hét giá quá, thì cũng không phải đâu nha. Xài rồi thì anh em sẽ biết ngay thôi. Đấy. Chứ bán rẻ hơn nữa thì mình làm không nổi anh em ơi. Nó thật. Ok, mình cảm ơn anh em nào mà đã tin tưởng mình trong thời gian qua nha. Còn anh em nào mà thấy ngoài sức giá của mình đó thì thôi, mình cứ tìm cái chỗ nào nó vừa mức giá của mình thì mình chơi thôi nha anh em, không có gì hết. Với lại nếu mà anh em thích chơi cái loại thép này thì có thể mua. Mình bán
10 cây là 150 ngàn anh em. Anh em có thể mua rồi về nhờ thợ nào đó quen hay là anh em tin tưởng gì đó thì cũng được ha. Rồi ok, mình cảm ơn anh em rất là nhiều nha.